Anh đi tắm cái rồi anh ra rồi đi, rồi coi về dẹp cơm lên đi. Ủa Khoan, rồi. Cái gì nữa? em muốn tắm chung. Cái gì? Anh tắm em thôi. Trời, trời. Khùng. Khùng hồi cái nhỏ gì? anh tắm cho em bình thường mà anh làm gì vậy? Nhỏ. Giờ lớn rồi. Khùng. Anh tắm cho em đi. Ê em gái à, chị nói cho em nghe nè, em lớn già cái đầu của em nhìn lên em đi. Em nghĩ sao nữa tắm chung? Vì anh em hỏi gì tắm chung trời. Hả? Tôi là một người đến như anh là nhà người ơi. Nãy giờ em chỉ kiểu lên kế hoạch rồi. Sao chị cũng lên mong muốn nào mà mấy chị em ghen quá rồi. Thì mọi người cũng biết tính chị em đó, giờ cũng tính ghen á. Mọi người mà kiểu bị ông chị cho ghen mà chưa bao giờ mà kiểu chỉ nghe tự nhiên á. Thì em cũng chỉ kiểu cũng nãy giờ cũng bàn rồi. Thì giờ cho hai người đó ghen, cho chị hai người tự nhiên mọi người ơi. Thì kiểu em cho cái này hiểu chứ, em không nói với ai, em không nói với anh bạn luôn. Thì mọi người có biết là chị hai ghen nó nói thì chị hai sẽ muốn nồng hận nó mọi người. Thì mọi người không biết chị suy ra lại sao thì em kêu ghen. Giờ mình quay video xong rồi ai chỉnh cái giờ không? Mà kiểu em không biết đặt góc quay mà phải không biết chỉnh hay là mình quay xong rồi mình đưa cho hai người đó chỉnh luôn. Chắc vườn cây ngậm ngùi trong cây đắng luôn á. Thôi, giờ mình đi thôi. A few moments later. Ôi, nay ông anh tôi xiên chứ trời. Trời, làm gì xiên vậy? Rồi. Người ta giao tủ rồi hả? Sao? Rồi, sắp có nước hoa về rồi. Anh Thuận. Đi gì vậy? Anh đi đâu quẹt không được đi chơi, anh chở em đi chơi đi. Rồi, mày thấy anh cảnh quá hả? Trời ơi, chứ anh chở đi chơi hồi em chở đồ làm, chở đồ mà. Thôi, thì chị ý của kiểu cũng lên đi rồi, dẫn chị đi chơi đi. Kiểu lên cũng lâu rồi đó. Được không? Anh tính hồn không trả lời luôn rồi. Thôi, cũng dịp tự lắm hết rồi. Lâu rồi, 3-4 ngày em mới được đi chơi hay đâu đâu. Đi đâu? Đi vòng vòng chơi. Rồi tắm bốn rồi sao đi rồi chị Quỳnh rồi mày sao? Rồi đi tới nhà đi. Được không em? Rồi thôi đi, anh bận lắm. Anh tí nữa em đi làm một chuyện luôn. Thôi chở đi chơi đi. Để lên cũng lâu rồi. Bữa sau mình rảnh đi. Đợi đi cái tiếp về. Đó, nó lên đây lâu rồi, đâu được đi chơi đâu chị. Cái tủng này cũng đẹp, biết cái tủng này món mình gắn đầu mới được. Biết không? Không. Cái tủng này à, món mình gắn ở đây à. Món mình gắn ở đây luôn, gắn lên đây cái là... Thôi, đừng có bắt cái chuyện khác, chở chị em đi chơi đi. Mày ra mày phụ chị mày nấu cơm mà nó bữa. Thôi, để cho chị làm mình đi. Anh chở hai đứa em đi chơi đi, với lâu rồi nó đi chơi đâu. Không nhà chán tớt. Rồi ok, tí nữa anh sẽ chiều mày luôn. Là cho mình ở nhà cái gì? Đúng rồi, cho chị hai. Nhà đi. Thì mình ra phụ đi làm nhanh đi rồi ăn cơm, uống nước rồi xong đi. Phụ cũng dễ. Nhớ nha. Dễ dính mực. Nhớ chứ chở tụi hai đứa em đi chơi nha. Rồi. Không, chở hai đứa em đi chơi đi. Tiếc thật anh. Chơi cả em đi chơi đó nha. Dạ. Nãy giờ chứ. Vậy cái anh này loại luôn đi. Em không có biết đâu. Biết rồi. Phải em đi chơi đó. Tụi anh Châu có biết loại dọn cơm ăn không vậy? Hay ngồi đó. Ý ra dọn tiếp nào. Nào. Châu. Đổ á. Để thứ hai mới thi công được, để quay nhật tâm trên thi công. Ơi ăn cơm chiều đỡ vậy thôi hả? Ăn cơm chiều thôi. Dọn ra, dọn chén, dọn đũa đâu nè. Đứng mà nhìn tao đi. Đợi em đi coi. Rồi. Còn hồi em nhai cái thôi. Em ăn ngủ hả Châu? Em ăn ngủ.
xong sớm coi ba cái thứ quay về. Sam. Dạ. Em hâm canh đó anh, từ từ chút đi. Dạ. Ăn đi. Ăn trước em. Đi tắm một bên được không? Không, chứ bạn chạy em đi về. Mẹ ơi, ơi. Ăn đi bà ơi, là bà ăn xong đi còn tính. Chuyện nên ăn cái gì anh? Để coi đó. Tí thì nghỉ. Mấy đứa muốn ăn cái gì? Thì em muốn ăn lẩu đi. Ừ. Em tốt chăm này dữ rồi. Lên Phương Anh dữ rồi. Giờ, lên Phương Anh dữ rồi. Anh đi. Ừ. Trời. Ngon anh hả? Ngon. Miếng không? Đang nước uống. Một chút sắp cơm hả? Nè anh. Ừ. Gì đó? Em vô đây. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ba cái quần. Nè anh. Ta hiểu này. Không được cùng mình trời. Rồi anh cứ ăn được rồi. Đúng không? Anh thích tốt con hả? Hả? Anh có thích tốt con? Có không? Bởi mình những cần rồi. Chơi nhà. Trước giờ tôi có mặn giờ. Em chấm cho. Cấp chanh nữa không? Cái gì không? Phải cứ ăn lại. Thế tự ăn rồi. Có miếng trứng làm em cấp chanh ăn hết rồi người trâu với chữ bình ăn gì? Ai biết đâu thì em cấp chanh đâu mẹ. Còn hai người đó em đâu biết. Mà đến cắp đen rồi. Nên chỉ sao ta? Rồi ăn đi. Cắp cho miếng nè. Có miếng nè. Trâu. Thôi được rồi. Nè. Giữ mình ở chung nhà mình tình cảm với nhau. Có miếng trứng. Để cái bà này, bà lớn rồi, bà tự gấp đi bà ơi. Dạ em muốn gấp không được hay vậy? Em cũng muốn gấp nữa. Nè. Rồi, chứ nó mới gấp đi. Nói chứ rồi ăn cơm xong đi tắm rồi em chở đi chơi. Rồi mà sao đi hết sao? Chở hai đứa em thôi, còn chị Huỳnh cũng đi chơi đâu đó rồi. Chứ không còn nữa đâu. Vỗ tay, vỗ tay. Vô tay. Được. Chuyện tuy là chị chơi nhiều rồi nhưng mà lần này chị chưa đi. Chuyện nào hay con nhớ cẩn thận rồi. Ủa anh Thận sẽ nhớ được rồi. Không được. Mình có đi theo mình kiếm cái gì mua về nhà. Kiếm tủ lạnh hết rồi. Này mình kêu anh dặn chỉ thì chỉ anh. Đi rồi sẵn mua luôn. Hay quá, hay mà không liên hệ nhà tao tao đi à? Chứ đi sao? Không thôi, có thể một chị có thể điện xe gắt được mà. Thôi vậy đi xe gắt đi, chị với Thuận đi. Từ xưa giờ chị với Thuận đi chung quen rồi. Ha. Còn hồi nhỏ em chỉ đi với ảnh quen thôi. Khác lớn khác chứ trời.
chị cũng đi với ảnh nhiều rồi, để em đi chung với ảnh một bữa. Đi chung bữa đi. Chị nói hết đồ ăn rồi, chị phải đi mua. Gì vậy? Chị đi mua gì đấy? Con nhỏ này. Ăn đi. Giờ một tí đi, đi tắm rồi ăn lên, xong đi tắm rồi ăn. Để anh chở em với nha. Mình đi cùng đi ăn miếng nha. À được. Bữa nay ăn bàn bạc, tao bàn bạc. Rồi tí anh chở đi hết luôn cũng được. Cắm bún luôn đi. Khỏi có xăm ảnh. Không được. Cắm bún luôn, khỏi có xăm ảnh. Ê, mà cắm bún luôn mang bắt á. Bây giờ chị nói nè, ở dưới cho ở nhà đi. Em không có biết Rồi tí á. Mua cái gì thì bữa sau có chị cho anh Hường rảnh thì anh Hường chở đi chơi sao nha. Thôi, bữa nay thích bữa nay em đi chơi à. Ở mấy ngày chán rồi, ở nhà chán chết. Với lại công việc tùm lum rồi. Coi em, chị có thể điện xe gác chị đi được mà. Nói gì anh Thuận có xem là chị cũng đi với Thuận chị đi gác làm chi. Anh hứa cho em đi, chở anh chở em đi chơi mà. Chị nói vậy. Anh hứa hả Thuận? Mà có, anh kêu tiếng anh coi chở đi. Anh gặp quá nha, anh nói em gì là anh hứa với em rồi đó. Em không biết đâu đó. Giờ nói chung là tí coi coi em đi chợ bắt gáp rồi đi thêm được không? Anh muốn đứa đi luôn. Anh đi ăn không? Thì giờ anh có gì anh đi tắm trước nha. Đi tắm. Nhớ chở em đó. Quần tèo anh rồi em bỏ đâu với mình? Cái quần tèo anh á. Đâu mà mới ship vô nha. Đắp cho em cục thịt được không? Mà nói nghe nè, nghe từ trên xuống dưới nha anh. Đừng có sốc tùm lum mới xin đó. Từ trên xuống dưới là sao? Là ở trên không dưới? Đẹp rồi, thì lấy từ trên xuống dưới thôi. Anh lấy tùm lum đi nha. Đồ đẹp thì dùng tùm lum hết à. Rồi sao rồi, tí nữa em có đi không? Em á. Có, xong rồi còn phải hỏi em không đi ai mua đồ ăn. Rồi muốn đứa sau đi mấy đứa. Không, chờ bắt gáp đi. Trời em lại. Em có lần được bắt gáp cho em đi. Tại vì chị xưa giờ đi chung với Thuận quen rồi. Có chiếc xe giờ bún nhà bún đứa. Giờ sao em? Thì em nói gì đó. Bắt gáp gì? Ừ, không. Giờ bún đứa đi không? Em đi dành. Chị Hình gì bắt gáp đi. Giờ sao? Giờ nói chung là ba đứa bay ngồi ở ngoài bàn đi. Rồi giờ anh đi tắm cái rồi anh ra rồi đi. Rồi coi về dẹp cơm lên đi. Khoan. Cái gì nữa? Em muốn tắm chung. Cái gì? Anh chơi em thôi. Chơi. Khùng. Chơi em thôi. Chơi. Khùng. Này. Bố mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Khùng. Mày nói anh tắm cho em bình thường mà anh làm vậy. Nhỏ giờ lớn rồi khủng. Em gái à, chị nói cho em nghe nè, em lớn già cái đầu rồi, em nhìn lên em đi, em nghĩ sao rồi tính chung gì anh, em hỏi gì tính chung trời. Hả? Nói cái gì mẹ nhỏ, em tính chung mẹ à? Hồi nhỏ là hồi nhỏ, bây giờ em nhiêu tuổi rồi ý? Em nhiêu tuổi đầu rồi, tính bình thường quá sao chị? Trời ơi, chị không thấy bình thường chỗ nào luôn á em. Hay là bình thường đúng không, chị tắm cho em nha. Đây em bị khủng. Ôi trời. Thật đây biết không hả? Cái gì vậy? Anh thấy họ nó tắm cho sao? Chị tắm cho em được không? Được không? Không, em muốn anh Thuận tắm cho em. Trời ơi, nó điên rồi. Không vậy. Sao? Anh em họ hỏi mà tắm chung. Hả? Ông em hỏi hơi kỳ à. Anh ngộ à. Khùng quá em ơi. Nói khùng. Có đâu rồi, bây giờ anh muốn bây giờ anh muốn tắm chung không? À, tại anh không nhớ. Bây giờ anh muốn tắm chung không? Không, nó khùng quá, đi lớn thì chơi tắm chung. Hả? Anh phải con nít đâu, anh khùng cái gì vậy? Anh lớn rồi nha, anh làm sao cho được nha. Anh có thiền đâu, không hết. Còn bé này muốn tắm không? Vô đây chị tắm cho. Không, em muốn anh Thuận nè. Anh Thuận tắm cho em đi. Trời, đừng có mơ nha em. Bây giờ đó hả, anh Thuận lớn già cái đầu rồi. Em á hả, cũng già cái đầu rồi mà em kinh Thuận tắm chung cho em.
hùng hay gì anh lớn này không lẽ không biết em hả? Anh đừng có để tôi nóng nha Thuận. Làm sao anh em hỏi mà đâu tấm chung kỳ cục vậy? Ai biết cái hùng à? Trời ơi, trên đời dưới thế từ xưa giờ mới thấy thuộc nha. Thôi tắm á. Chuyện gì lạ lùng vậy? Anh đi tắm cho tôi. Tắm cho em. Bây giờ tắm không? Thôi em tắm cho anh Thuận tắm cho em. Anh Thuận không có tắm cho em được đâu. Em lớn rồi, em khùng mà. Anh với em, anh em đi nó khùng. Chị nói là không được. Bây giờ em muốn tắm, chị sẽ tắm cho em. Được chưa? Vô đây chị tắm gì kỳ hoàng trăm đi. Đi em. Chị vô đây tắm cho tôi ơi. Ủa, thường ngày bây giờ tắm không? Thôi, mở nước lên. Mới đứa nhỏ mà đánh nước lên. Mở nước lên, xả tóc thôi, gọi đầu. Thôi đi, Hùng cũng nít cho ông mấy đứa nhỏ. Tôi nói bây giờ anh phải gọi đầu cho tôi. Nhanh lên. Gọi đầu cái gì? Thôi khỏi tắm, khỏi đi luôn đi. Khỏi tắm đi. Bây giờ sao? Bây giờ anh muốn, anh không gọi đầu cho tôi là anh muốn tắm cho mấy không? Thì em muốn tắm đúng không? Ờ. Đang là muốn tắm nào, rồi à. Nói mặt lại. Đi ra ngoài đi, anh gọi đầu với chị cái rồi đấy. Ủa, gọi đầu đi, ai mượn gọi đầu, ai mượn ẩm. Bỏ xuống tự đi rồi. Để chưa mấy đứa đi ra ngoài đi, anh gọi đầu không có gì hết. Đừng có coi như là không không ấy. Đi vô phòng thì đóng cửa lại, lấy máy tính chơi đi. Gọi đầu tí. Nhanh lên đi. Em xong rồi mỗi khi em ấy như vậy. Mỗi khi em có cho anh gọi đầu cho em đâu. Ủa. Trời ơi, sao vậy? Trời ơi, sao vậy? Ơi, sao vậy? Trời 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 ơi, sao thì tụi em lên kế hoạch hết rồi. Chết mình luôn rồi, mình lên chết mình luôn. Này thì bữa nãy tao thấy sai sai, tao thấy nó kêu gì đòi tao tắm cho là tao biết rồi. Tao nghi nghi rồi. Bắt đi chưa? Không, mà mới nãy tưởng nó bị khùng chứ không phải nghi. Đòi tắm chung là thấy sai sai rồi đó. Trời ơi, trời mọi người ơi. Trời ơi, đây là mày nè. Chết mình. Mọi người giỡn đồ chứ chết. Làm gì vui lắm không? Ôi, có cái quỷ gì nữa nào mày đặt tắm 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 mà ai mượn ngắm vậy? Ủa? Ôi trời, chết rồi. Ôi, nhưng mà khoan, đây hỏi cái này. Sao biết cái ấy vậy? Sao biết cho anh? Bị xảo nè. Em đi cái hết rồi. Em quay xong rồi. Em đặt góc hết trơn rồi. Bây giờ em sẽ đưa cho anh chỉnh. Em quay xong sẽ đưa cho anh chỉnh. Chỉnh hả? Ủa? Để đưa cho hai anh chị chỉnh ngậm người cây trắng. Ủa sao lý do sao để tao chỉnh đi trời? Thì em mà có thôi đâu biết chỉnh đâu. Anh phải chỉnh đi anh. Quá nào lớn, quá nào lớn. Quá nào lớn. Mọi người ơi, vừa bị cho mà vừa chỉnh cái gì em đó mọi người. Hai cảm giác như thế nào? Trời ơi. Ủa, sao anh đặt quay sao? Rồi. Sao anh biết ý tưởng cho anh? Em lên kế hoạch hết rồi, em ghi ra luôn rồi. Em nói với anh rồi nè. Thôi chết rồi mọi người ơi. Chết rồi. Nè đó nè. Mọi người ơi. Đây là khuôn mặt, đây làm khuôn mặt ghen tuông nha. Đòi vô tắm luôn. Đây đâu có gì đâu ơi bạn. Đây mới quên. Trời ơi. Chứ mày không biết hả? Mắc cỡ gì giùm tao hả cậu? Mắc cỡ gì? Em không ngờ chị ghen tới mức độ đó luôn á. Nói chứ cũng hơi bất ngờ tí mà nó đâu có nghĩ nó biết là. Trời ơi, con mày chết với tao giờ. Anh nghĩ cái này là con trâu nè, con trâu nó bài đầu nó bữa giờ nó làm cam cam em cho mình. Ủa thì phải chơi lại một cú chứ, bữa giờ anh chơi em chỉ ra quá đau rồi. Bây giờ mày tắt chưa? Bất ngờ chưa trời. Nghĩ sao hai đứa nhà đầu mình là bị anh chứ ai còn bự là ngu luôn. Em phải chịu đi, em quê em rồi tắm chung. Ủa ai là tắm chung? Em mới gọi đầu thì thôi, đòi tắm thế nào? Ôi ơi. Quá chịu luôn em. Thôi em cho anh
anh ta được, em cũng cho anh được đó. Em bỏ. Tôn quá dữ rồi. Thôi mọi người ơi, video này cũng dài rồi. Cho em xin kết thúc video này nha. Mọi người thấy hay để lại một like và bình luận nha. Tao quay mày. Mày giới thiệu quay, mày phải làm cho đúng. Hai đứa em nè. Mọi người thấy video này hay để lại một like và đăng ký kênh với anh chị em nha. Rồi bá, tối nay tôi cho chỉnh luôn. Rồi tôi cho tôi tạo công ăn việc làm cho. Anh chỉnh đi. Khỏi, anh chỉ, tối nay anh chỉnh, chỉ cho chỉnh. Anh chỉnh đi. Bye bye mọi người nha. Ôi, coi chừng ngã nước hoa của anh là mệt lắm á. Nay mày đặt ha, con trâu là chủ ngu nè chứ ha. Không biết sao không? Ơi, Quỳnh nó ghen lắm rồi, Quỳnh nó quê lắm rồi. Nhìn nè, đây là khu mặt nè. Ơi, khoan khoan, em coi con gái nè, nó kiếm cái gì nè. Nó nghe tụi bay. Ơi, gái ơi, trời ngồi. Con này là, ủa, giới thiệu coi ai review cái tượng này ra trời. Cái này là cái tượng em mới mà mua ở bên Malaysia vậy. Ai review cái tượng chùm xíu ơi. Nè, cái tượng này biết như vậy. Cái này có pin hay gì? Cái này có pin. Gắn pin vô hả? Như hàng thật luôn á mọi người. Nó còn biết la, biết sủa, biết ăn.